cứ đặt câu hỏi đi đúng không? Từ vựng em kém quá, ok không sao, không hiểu đề thì chúng ta sẽ cùng nghe thầy giảng thôi cũng được. Đó, dần dần nó sẽ thấm. Đây là một đề Rank Task 2 đúng không mọi người? Và Rank Task 2 thì thầy có một cái cấu trúc, công thức viết của thầy. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu áp dụng vào cái bài này nhá. Đọc đề bài với thầy này. Chúng ta nhớ ủng hộ lên follow fanpage của thầy nha mọi người nhá. IELTS thầy Alex nha mọi người. Đây là cái nguồn động lực rất là lớn để thầy có thể có gọi là động lực để thầy lên livestream cho chúng ta hàng ngày ấy, mọi người. Đó. Triển khai ý tưởng rồi, chúng ta sẽ cùng chúng ta sẽ cùng áp dụng cái công thức của thầy triển khai ý tưởng trong cái bài này nhá. Đó. Now, people who decide on a career path early in their lives and keep to it are more likely to have a satisfying working life than those who change job frequently. To what extent do you agree or disagree? Những cái người mà gọi là quyết định cái con đường sự nghiệp của họ sớm và họ gọi là tiếp tục với nó, đúng không? Họ luôn gọi là duy trì với nó thì sẽ có cái cuộc sống đi làm gọi là sung sướng hơn đi. Thầy giáp tạm dịch là vậy cho nó hay. Hơn là những cái người mà suốt ngày nhảy việc thường xuyên. Thì bạn có quan điểm như thế nào? Trong cái bài này thì thầy sẽ có suy nghĩ này mọi người nhé. Thầy sẽ định viết như này này. Mặc dù cái việc mà gọi là mình ổn định trong công việc là tốt, tuy nhiên cái việc mà nhảy việc nhiều khi lại cho chúng ta nhiều cơ hội hơn. Đó, thầy thì có suy nghĩ như vậy. Không biết mọi người như nào nhưng mà thầy có suy nghĩ như thế. Đó, bởi vì bản thân thầy trước khi đi làm thầy giáo thì thầy cũng đã thử rất là nhiều nghề rồi. Đó, thì thầy nghĩ là nếu mà mình không thử thì có thể là không bao giờ sẽ có thầy Alex ở đây giảng dạy cho chúng ta, đúng không mọi người? Đó, trước kia thầy cũng làm rất là nhiều nghề, cũng vào làm về, nói chung là đủ thứ nghề mọi người, dịch vụ, rồi khách sạn, nhà hàng, rồi tài chính, rồi các thứ cũng rất là nhiều. Đó, nhưng cuối cùng thầy lại quyết định làm giáo dục. Thì who knows, right? Who knows? Nào, bây giờ cùng viết với thầy nhé mọi người nhé, cùng viết với thầy nhé. Một cái bài Rank Task 2 thì sẽ có bố cục, đó là mở bài, được chưa? Thầy sẽ cho chúng ta mở bố cục trước nhá. Mở bài. Nào, tiếp đến là thân bài. Thân bài 1, được chưa? Và thân bài 2, đúng không mọi người? Thân bài 2. Và kết bài, dễ hiểu đúng không? Đó. Rồi trong những cái này thì chúng ta sẽ có những cái đầu mục con khác nữa, thì chúng ta sẽ cùng phân tích với nhau. Trong mở bài thì thông thường bài viết của thầy sẽ có hai câu. Một câu thầy sẽ một câu rephrase, được chưa? Thầy sẽ gọi là rephrase. Rephrase ở đây giống như Rank Task 1, đó là mình paraphrase lại cái đề bài này. Paraphrase lại nó, được chưa? Sau khi paraphrase xong thì mình sẽ phải có một cái gọi là opinion. Opinion để cho trả lời cái câu hỏi người ta hỏi là gì? Bạn đồng ý hay không còn đồng ý như thế nào, tới mức độ nào cho cái quan điểm này? Đó, thì thầy sẽ trả lời giống như thầy vừa giải thích chúng ta ấy. Bây giờ thầy sẽ thử viết nhé mọi người nhé. Thầy paraphrase lại cái câu đầu tiên nhé. Thầy sẽ nói là một số người nghĩ rằng những cái người, để thầy viết nhé mọi người, thầy viết xong rồi thầy sẽ sao. Bây giờ thầy giải thích thì nó hơi bị loạn. Thầy viết xong thầy giải thích cho. Rephrase này. People, some people to prosper đi. Có một từ rất là hay, đó là từ prosper. Prosper là một từ kiểu thịnh vượng, động từ thịnh vượng, phát triển. Trong khi một luồng suy nghĩ khác, another school of thought, một luồng suy nghĩ khác nhá, thì cho rằng việc này nó không đúng đi, đúng không? Đơn giản đấy thôi. Considers it, consider phải chia S, consider it not to be true, được không ạ? Thầy đừng có đẹp trai như vậy nào, để im, để thầy tập trung thầy viết bài nhé mọi người nhé. Không có trêu thầy nữa nha. Thầy trêu thầy chảy ngại ấy mọi người. Nào, thầy sẽ dịch lại câu này cho chúng ta hiểu thầy rephrase lại cái đề bài như nào nhé. Một số người expound này, mọi người đã học câu này, nó là claim ấy. Nó bằng từ claim ấy, hoặc là argue ấy. Thế thôi đúng không? Cho rằng thôi. Đó, argue. Được chưa? Đơn giản thôi. Hai từ này nó bằng nhau. Đó, lưu lại. Một số người cho rằng những cái người mà gọi là quyết định, taking up on là quyết định đi, quyết định cái lối, cái đường lối sự nghiệp, và người ta stick to it là gì? Người ta hướng tới nó, người ta gọi là dính với nó đi, đúng không?
thì sẽ có khả năng prosper. Prosper là phát triển hoặc là thịnh vượng hơn, đúng không? Thịnh vượng đi, dịch là thịnh vượng thì sẽ chuẩn nhất. Đó, thịnh vượng, được chưa? Prosper, động từ. Đó. Và một cái luồng suy nghĩ, một luồng suy nghĩ gọi là gì đây? Another school of thought là luồng suy nghĩ khác, đúng không mọi người? Luồng suy nghĩ, đó. Một cái luồng suy nghĩ khác thì school of thought là luồng suy nghĩ nhá. Một cái luồng suy nghĩ khác thì cho rằng điều này không đúng. Thế thôi, đơn giản thôi. Nào bây giờ thầy sẽ nói cái opinion của thầy ra. Cái quan điểm của thầy như thế nào trong cái câu này nhá. Là cái việc mà gọi là dính với cái nghề nghiệp của mình thì nó có phải có lợi. Nhưng điều này thực chất nó là một cái bất lợi. Đó, thầy sẽ nói thế xong tí nữa trong thân bài thầy sẽ giải thích sau. So in my opinion why dính đi, sử dụng từ này stay glue đúng không? Dính với một cái nghề nghiệp hoặc là một cái nghề nghiệp ban đầu, the initial career đúng không? Can be lợi ích, có lợi là beneficial đi, sử dụng beneficial nhá. Thực chất trong khi nó thì là it is more negative, đúng không ạ? Đó. Trong quan điểm của tôi này thì dính tới một cái gọi là sự nghiệp ban đầu thì nó có thể có lợi nhưng mà nó lại bất lợi, nhưng thực chất nó bất lợi. Đó. It is more negative, nó bất lợi hơn. Đó, được không? Dễ hiểu đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân ra thân bài 1, thân bài 2. Thân bài 1 thì chúng ta sẽ viết gì đây? Viết về cái điều là gì? Có lợi của cái việc đúng không? Cái thứ có lợi của việc mà mình gắn liền với một cái sự nghiệp của mình đầu tiên ấy, đúng không? Đó, và thân bài 2 chắc chắn là mình sẽ nói về cái bất lợi rồi đúng không mọi người? Cái negatives đúng không ạ? Đó. Dễ hiểu không mọi người? Dễ hiểu ha? Positives and negatives. Đó, thế thôi đúng không? Dễ hiểu ha? Thầy chuyển cái đề bài này xuống đây cho chúng ta dễ follow nhé. Ok, lovely. Nào, bây giờ cùng viết tiếp nha mọi người nha. Bắt đầu viết thân bài nhé cả nhà nhé. Thân bài thì thông thường một cái thân bài của thầy, thầy sẽ có 5 câu thôi. Đó, thì có một nãy có một bạn hỏi là làm thế nào để triển khai ý tưởng. Thì chúng ta hãy cố gắng tuân theo cái công thức 5 câu này của thầy. Thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ gọi là gì nhỉ? Thì chúng ta sẽ dễ trong việc triển khai ý tưởng hơn. Thế không nói về việc nhảy việc. Việc nhảy việc thầy sẽ nói ở đây. Thầy sẽ nói trong cái phần bất lợi của việc mà làm một công việc cả đời. Được chưa? Thì cái phần nhảy việc thầy sẽ cho cái thân bài 2. Tí nữa thầy sẽ viết cho, yên tâm. Đó. Nào. Đầu tiên viết về cái những cái lợi ích của việc gọi là dính tới một nghề nghiệp nhá. Đầu tiên chúng ta suy nghĩ đi. Nếu mà chúng ta dính với một cái sự nghiệp, dính với một cái nghề nghiệp cả đời thì chúng ta sẽ như nào? Đúng không ạ? Chúng ta suy nghĩ xem, đúng không? Chúng ta sẽ có, ví dụ là đi làm công ty lâu năm thì sẽ được tăng lương này, tăng thưởng này, rồi lên chức này, lên chức thì có gì? Có nhiều quyền hạn trong công việc này, đúng không ạ? Đó, rồi chúng ta nghĩ tới một cái ví dụ đi. Ví dụ nước nào ta? Thầy sẽ lấy ví dụ các nước phát triển như kiểu Anh với Mỹ đi. Cái điều ví dụ này thế có thể chém nhé mọi người nhé, không nhất thiết phải đúng nhé. Thấy để chém là ở nước Anh và nước Mỹ thì hầu hết mọi người thích làm công việc gọi là ổn định. Đó, bởi vì họ gọi là có thể là họ không có đủ kỹ năng hoặc là cái thị trường lao động của họ rất là khó khăn trong việc tìm việc. Đó, cho nên là họ sẽ cam kết làm với một công việc thôi. Đó, thầy suy nghĩ như thế. Nào, câu đầu tiên chúng ta sẽ cần nó là một cái topic sentence đúng không ạ? Một cái câu mở đoạn. Đó, topic sentence thì thầy sẽ nói là để thầy viết nhá. Those who những cái người mà ủng hộ cái là việc làm việc cho một công ty, working for a company suốt cả đời của nó họ, for their entire life, professional life đi, suốt cả đời nghề nghiệp của họ đúng không, thì thường chỉ ra cái sự thăng tiến trong công việc đi, often point to the progressions in their job, đúng không ạ? Được chưa? Ok không mọi người? Đó, những cái người mà ủng hộ việc làm việc cho một công ty cho cả đời của họ thì thường chỉ ra cái sự thăng tiến trong công việc. Nào bây giờ giải thích ra, có nghĩa là như nào? Thăng tiến công việc nghĩa là như nào đây? Giải thích ra đúng không?
thì chúng ta sẽ cần phải explain, đúng không ạ? Explain. Thầy sẽ giải thích trước nhé, xong thầy sẽ dịch lại cho chúng ta sau nhé, để thầy viết trước nhé. Thầy đang định nói là kiểu đặc biệt là những cái người mà chỉ muốn một cái công việc ổn định, một cái cuộc sống ổn định và công việc ổn định, đúng không? Thì họ thì gọi là thích tập trung vào một cái nghề nghiệp đi, đúng không? They are more likely to focus đi. Focus on only one career path. Được không ạ? Đó, được chưa? Thầy giải thích thế được không? Đặc biệt là với những cái người mà chỉ muốn có một cuộc sống ổn định này và một công việc an toàn này, thì họ thì thường là tập trung vào một một nghề nghiệp thôi. Đó. Bây giờ nói ví dụ ra đúng không mọi người? Cái ví dụ thầy có trong đầu là ở các nước phát triển, ví dụ như Anh và Mỹ, thì các bạn ấy thường là chỉ muốn đi theo cái nghề nghiệp mà các bạn ấy đã được đào tạo thôi. Đó, kiểu kiểu như thế đúng không? Như kiểu học đại học thì được đào tạo là kế toán, thì sau này ra trường cũng chỉ muốn làm kế toán thôi. Đó, không có kinh doanh, kinh dùng gì đúng không? Đấy là một cái sự thật nha mọi người. Thầy thấy kiểu về Việt Nam cái thị trường kinh doanh nó còn phức tạp hơn, bởi vì nó quá nhiều, rất là nhiều người giỏi là một. Thứ hai là kiểu mọi người cũng rất là kiểu tiến thủ ấy mọi người. Đó, hồi xưa thầy ở nước Anh thì các bạn ấy cũng bình thường thôi. Các bạn ấy cũng nghĩ là tốt nghiệp đại học thì ra trường chỉ tìm một công việc trong một tổ chức rồi đi làm thôi. Đó, cũng không nghĩ đến chuyện kinh doanh gì cả. Example nhé, ví dụ nhé. So, điều này có thể thấy, this can be seen in các nước phát triển đi, well developed countries like the US and the UK. Khi mà hầu hết mọi người gọi là sau khi tốt nghiệp thường tập trung vào cái nghề nghiệp mà họ đã dự định ở đại học, đúng không? Where most people after graduation, sau tốt nghiệp đi, tend to có khuynh hướng, sử dụng có khuynh hướng, tend to dùng follow đi, follow their career path đã được set, career path mà đã được quyết định, đã được chuẩn bị khi ở đại học, while at university. Đó. Đó, chúng ta xem câu này hiểu không mọi người? Điều này, vocab của thầy phong phú ghê, thank you em. Điều này có thể thấy ở các nước rất là phát triển, ví dụ như là Anh và Mỹ, nơi mà hầu hết mọi người sau tốt nghiệp có khuynh hướng là theo một cái nghề nghiệp mà đã được định khi mà đang ở đại học. Set này là đã được định sẵn. Đó, set. Đây là dạng phân từ rút gọn nhá. Phân từ rút gọn nhá mọi người nhá. Set. Đã được định sẵn ở trường đại học. Đó, đúng không? Đó, hiểu chưa? Nào bây giờ thầy sẽ nói ra thêm đi, thì thầy sẽ muốn nói về những cái lợi ích của cái việc mà các bạn ấy đi theo một cái nghề nghiệp như thế ấy, thì sẽ như nào. Dự như là lương cao hơn này, rồi gì ta, thưởng nhiều hơn này, rồi trách nhiệm nhiều hơn các thứ, đúng không? Đó, kiểu kiểu như thế. Nhiều quyền hơn, gọi là quyền, nhiều quyền hơn. Nào đây thì thầy sẽ có phát triển cái ví dụ này ra nhé. Develop example. Đó. Các bạn nào mà học sinh của thầy, các bạn hay học trong lớp thầy thì các bạn đã biết những cái cấu trúc này hết rồi. Develop example là phát triển cái ví dụ ra, đúng không? Những người này tin rằng đi, they believe. Họ tin rằng thì khi mà họ cố gắng trong công việc của họ thì mọi thứ sẽ tốt hơn, đúng không? Kiểu kiểu thế. They believe as long as đi. They cố gắng là strive, dùng strive hard cho nó lạ nhé. In their, không dùng job nữa, in their lĩnh vực, in their chosen field, đúng không? Lĩnh vực hay hơn, đúng không? Công việc của họ sẽ phát triển, tiến triển. Their jobs will progress in terms of về mặt in terms of the responsibility đi, trách nhiệm, quyền ấy, quyền hạn ấy, responsibility at work, rồi lương, salary
and và những cái khoản thưởng khác đi, and other khoản thưởng tiền đi, monetary. Thầy muốn sử dụng từ này và đây là một cái từ vựng rất là chuyên ngành đúng không mọi người, monetary rewards chấm xong đúng không mọi người. Họ tin rằng này, khi họ làm việc rất là chăm chỉ tại cái lĩnh vực của họ thì công việc của họ sẽ tiến triển về mặt trách nhiệm ở nơi làm việc này, rồi về lương này và các cái khoản thưởng tiền khác đó, các khoản thưởng tiền đúng không khác đó. Ok không mọi người? Ok ha. Nào bây giờ để thầy nghĩ thêm một câu nữa nhá, trong này để xem phát triển gì nữa không. Thầy sẽ định phát triển thêm một ý nữa nhá mọi người nhá. Thầy sẽ định nói là một cái tác nhân nữa mà khiến họ gọi là không thể chuyển được việc, đó là kiểu cái sự cạnh tranh trong trong thị trường lao động đó. Thầy sẽ muốn nói cái kiểu như thế. Cũng may mắn là cái đề bài này mọi người nó cũng hơi liên quan đến cái chuyên ngành học của thầy hồi xưa ở bên Anh, đó là về quản trị kinh doanh, thì nó cũng hơi liên quan đến kinh doanh rồi làm việc rồi con người, nhân lực các thứ đúng không mọi người, cho dễ hiểu, khá là dễ hiểu đúng không. So thầy phát triển thêm nhé, develop example này. Một cái tác nhân khác thì another gì nhỉ, factor mà khiến cho họ không thể chuyển được việc, đó là another factor that gọi là làm nhụt chí họ đi, demotivate đi, demotivate them to chuyển việc là switch job. Chúng ta có thể sử dụng từ switch job nhé, change job, switch job cũng được. Is the sự cạnh tranh, competitiveness, T-tiff lâu không biết từ này hơi bị nháo tí, tiffness trong thị trường lao động, in the job market, được không ạ? Rồi câu này hơi ngắn, thầy định nói ra này. Cái sự cạnh tranh trong thị trường lao động, bởi vì khi, chúng ta biết ở Việt Nam thì cái việc mà tư vấn nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp nó còn chưa phổ biến. Nhưng mà thôi, thầy ở bên Anh ấy, mọi người, các bạn học sinh cấp 2 thôi nhá, cấp 2 các bạn đã được định hướng là làm nghề gì, ngành nghề gì đó. Thì thầy sẽ định nói là cái thị trường lao động rất là cạnh tranh, bởi vì từ cấp 2 các bạn, từ khi mà còn đi học thì các bạn đã, người dân đã được có cái hệ thống giáo dục toàn diện này, đã được đào tạo nghề này, đã được tư vấn định hướng nghề nghiệp rồi đó. Thầy sẽ định nói kiểu như vậy. So as their citizenry already hầu hết đi, for the most part đi, hầu hết đúng không, already had đi, đã có đúng không, already had hệ thống giáo dục toàn diện là gì, well rounded đúng không, những cái từ này rất là hay này mọi người này, education đúng không, rồi gì nữa ta, đào tạo nghề, vocational training, rất là hợp lý luôn, từ vựng này sẽ cho thấy rất là nhiều điểm. And career advice là tư vấn nghề nghiệp đúng không, career advice at school, ở trường đó. Chấm xong, quá là ổn đúng không mọi người, khá là ổn ha mọi người ha. Nào thầy đọc lại câu này nhé. Một cái tác nhân khác mà làm nhụt chí họ để chuyển việc, đó là cái sự cạnh tranh trong thị trường lao động, khi mà hầu hết người dân này đã có cái hệ thống giáo dục toàn diện này, đào tạo ngành nghề và tư vấn hướng nghiệp ở trường học rồi đó, cho nên cái việc mà người ta chuyển việc rất là khó đó, đúng không? Dễ hiểu không mọi người ha? Dễ hiểu thả tim với thầy nào mọi người, nào thầy viết tiếp nào. Rồi thầy nào sang thân bài 2 nhá. Thân bài 2 nào, nói về những cái mặt tiêu cực của cái việc mà làm một ngành nghề quá lâu. Đó thì nếu mà ở đây thì thầy có thể nối vào là cái mặt tốt của việc mà nhảy việc đó, mặt tốt nhảy việc thầy thì viết vào đây luôn. Ok để nghĩ nào. Khi mà để xem nhá, ví dụ như bản thân thầy đây, thầy chúng ta viết bài chúng ta nghĩ về bản thân chúng ta đi, chứ đừng chả phải nghĩ cái gì cao siêu đâu. Cứ nghĩ về bản thân chúng ta, ví dụ bản thân thầy đi. Có rất là nhiều hôm mọi người thầy dạy đi dạy học rất là nhiều, ngày nào tối nào thầy cũng dạy. Rất là mệt đúng không mọi người? Thì nhiều khi nản chứ, có nản chứ đúng không mọi người, rất là nản. Nhiều khi có thể là học sinh không làm bài tập này, hoặc là nhiều khi nhiều bạn không tôn trọng thầy này đúng không?
thầy chữa bài cho còn cãi này. Đó, hay là thầy bảo làm bài này bài kia, bảo làm bài thì các bạn này cãi mà là em bận các thứ này kia này. Thì sẽ là có những giây phút mà kiểu rất là nhụt chí, rất là bị nản, rất là chán nản. Đó, thì thầy nghĩ như thế, thầy sẽ định viết như vậy. Làm một cái con nghề nghiệp quá lâu thì sẽ có nhiều thử thách và họ sẽ chán, họ sẽ mất động lực trong cái nghề nghiệp đấy của họ. Đó, được không? Triển khai theo ý như vậy được đúng không mọi người? Bây giờ viết nhá. Câu 1 đầu tiên chúng ta cần gì ạ? Cần một cái topic sentence đúng không mọi người? Câu mở đoạn đúng không? Rồi câu mở đoạn nào? Câu mở đoạn này thầy luôn luôn nối về cái thân bài 1 một xíu để thầy viết cho chúng ta xem nhé. Mặc dù gọi là cam kết tới một cái nghề nghiệp thì có vẻ hợp lý, nhưng mà thế này thế kia, đó. Despite staying with only one career, ở lại với một nghề nghiệp đúng không? Có vẻ hợp lý, seeming reasonable. Despite thì chúng ta phải sử dụng verb in nhé. Reasonable. Thế nào nhỉ? Sao lại báo lộn nhỉ? Seeming. Despite saying seeming đúng rồi. Despite phải dùng verb in. Seeming reasonable. Chúng ta cũng cần phải nhìn vào cái động lực làm việc của mỗi người đúng không? Yeah, we have to look at the... Có một cái từ rất là hay đó là the spark. The spark là cái ngọn lửa tinh thần ấy. Đó, the spark for a particular job. Jobs that one is employed. Được không? Đó, như này nhá. Rồi, mặc dù nó cứ báo lỗi nhỉ. Mặc dù ở lại với một ngành nghề này thì có vẻ hợp lý, chúng ta cũng cần phải nhìn vào cái ngọn lửa cho một công việc khi mà một người được tuyển đúng không? Đó. Được chưa mọi người? Nào bây giờ giải thích ra nhá. Điểm writing của thầy bao nhiêu vậy ạ? Điểm writing của thầy 7.5 nha em. Nào. Explain nhá mọi người, bây giờ thầy giải thích ra nhá cả nhà nhá. Để giải thích ra nhá. Để xem nào, để nghĩ này nhá. Thầy định nói là kiểu giống như cái gọi là bản chất tự nhiên của con người thôi. Khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó quá nhiều thì chúng ta sẽ chán. Đó, thầy nói thế được không? Bản chất chúng ta cứ nói theo đúng cái suy nghĩ của chúng ta ấy. Bản chất của con người này, as part of the human's innate đúng không? Có một cái từ innate là bản chất. Bản chất của con người nó là một khi như là một phần của con người này, bản chất của con người này, thì khi mà chúng ta human phải có s đi như này đi đó. Rồi đó, một phần của bản chất con người này thì khi mà chúng ta cam kết tới một công việc quá lâu, chúng ta làm việc ở một nơi quá lâu thì chúng ta sẽ cảm thấy chán, rồi chán thì sẽ giảm năng suất làm việc đúng không? Đó, sẽ viết kiểu như vậy nhá. So when people commit phải đi về tu nhá, to an organization hoặc là một nghề nghiệp, profession cũng là nghề nghiệp đúng không mọi người, profession for too long, yeah, quá lâu đúng không, họ có thể cảm thấy buồn chán, they can feel bored and mất động lực, lose passion đi, không dùng motivation nữa, for what they do. Và từ đó thereby giảm, diminish đi, dùng mình diminish. Diminishing thereby phải dùng với verb in nhá. Diminishing năng suất là the their productivity đúng không? Productivity at work. Đó, chấm xong. Ok ha mọi người ha. Rồi, sau khi chúng ta đã giải thích xong rồi, chúng ta hãy cho một cái ví dụ để cho cái bài của chúng ta nó convincing hơn đúng không? Thuyết phục hơn. Cái người đọc người ta nghe thì gật đầu gật gù đúng không? Thuyết phục đấy đúng không? Đó. Ví dụ nào? Thầy sẽ lấy ví dụ ở Việt Nam đi mọi người. Cái này thì thôi thầy sẽ không muốn dịch bằng tiếng Việt nhiều, nhưng mà cái này theo quan sát của thầy thôi, cái này có thể là cái ý kiến cá nhân của thầy thôi. Đó, thì có thể là những cái người mà đã làm việc lâu năm trong là công ty nha, công ty gọi là nhà nước chẳng hạn, công ty nhà nước chẳng hạn, thì có thể họ sẽ cảm thấy rất là, họ thấy chán nản, họ thấy mệt mỏi và họ không thấy công việc còn hứng thú gì nữa. Đó, thầy lấy ví dụ như vậy theo cái đấy, theo cái cảm nhận của thầy thôi nhá. Không có ý gì đâu nhá.
So for example in Vietnam đúng không? Khi mà phỏng vấn đi, chúng ta cứ bịa ra một cái gì đấy phải trong IELTS chúng ta bịa được mà đúng không? When interviewing mature workers, mature worker là những cái gọi là hoặc là senior đi nếu mà bạn nào thích senior worker, những cái người làm việc lâu năm senior đúng không? Senior worker in công việc công ty nhà nước là state owned companies đúng không ạ? Thì họ thường đánh giá rất là thấp cái gọi là job satisfaction, nó là cái sự hài lòng về công việc. Họ đánh giá rất là thấp. They tend to rate under 5, dưới 5 đi. On a scale of 10 for their job satisfaction, đúng không ạ? Chấm xong. Nào bây giờ nói thêm nhé, để có một cái ví dụ đúng không? Bây giờ chúng ta phải nói thêm về cái ví dụ đấy ra, phát triển thêm về cái ví dụ đấy ra nhé. Develop example đúng không? Nghĩ nào, nghĩ nào. Họ đã làm việc cho công ty của họ rất là nhiều năm rồi, cho nên là công việc không còn hứng thú gì với họ nữa đúng không? Đó. So they have been working cũng được. They have been at the workplace, tại nơi làm việc đó. For hầu hết câu đời của họ là for most of their lives. And the job is no longer interesting to them, đúng không? Sử dụng interesting cũng được mà, đúng không? Đó. Họ đã làm việc tại cái nơi đó hầu hết cuộc đời của họ rồi và công việc thì nó không còn hứng thú với họ nữa. Đó, được không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bẻ sang cái vẫn là phát triển ví dụ này nhá. Chúng ta sẽ bẻ sang cái lợi ích của việc nhảy việc, đúng không? Đó, nói ra. Thì ví dụ theo cái quan sát của thầy thôi, bản thân thầy cũng hiện tại đang làm cho tổ chức giáo dục của Úc. Thì thầy thấy là nó lại khác ở công ty nhà nước. Đó là mọi người nhảy việc rất là nhiều. Và mỗi lần nhảy việc thì chúng ta không nhảy gọi là nhảy bằng đâu, mà toàn nhảy hơn thôi. Có nghĩa là khi mà nhảy hơn thì sẽ là gì? Lương của nó cao hơn các thứ, đúng không? Để thầy nghe điện thoại một xíu nha mọi người nhé. Alright, yes. Sorry mọi người, chúng ta nghe thầy. Sorry, thầy có điện thoại. Nào, viết tiếp nhé. So với những cái người mà nhảy việc ở các công ty nước ngoài thì họ gọi là có nhiều tiền hơn, tâm hồn họ thoải mái hơn, đúng không? Nó kiểu như vậy. Để thầy viết cái nhé. So compared to those making nhảy việc là making career switch, đúng không? Career switch cũng là sự nhảy việc. Making a career switch đi. So it. Switch có thể gọi là số ít được nhé. Making a career switch. Họ thì thường là gì? They not only have more sense of accomplishment. Thầy muốn giới thiệu chúng ta từ này. Accomplishment, L-E-S-M-E-N-T, but also are more không dùng more nữa. Materialistics suffice and mentally, tâm hồn của họ ổn định hơn, mentally stabilized. Rồi, ok, thầy giải thích từ này cho nhá. Rồi, cùng xem câu này này. So với những cái người mà đây, career switch vào các between international company đúng không? Organization đúng không? Tổ chức đúng không? Stabilize viết thế này cũng được. Stabilize thầy viết thiếu chữ gì không nhỉ? Stable. Đúng rồi nhỉ? Stabilize viết đúng không? Thiếu gì không? Stable đúng không?
stabilize đúng không? Đó, được này, đúng mà, đúng không? Lâu không viết, sorry mọi người, nó cứ ngao ngáo. Stabilize hả? Từ này à? Sorry mọi người, nó hơi lâu không viết, nó cứ ngao ngáo mọi người. Nào, so với những cái người mà nhảy việc giữa các tổ chức quốc tế với nhau thì những người này không chỉ có cái cảm giác gọi là accomplishment, là cảm giác gọi là thành công hơn đi, đó. Họ không chỉ có cảm giác thành công hơn mà còn họ còn gọi là đầy đủ về vật chất, materialistically suffice, là đầy đủ về tận vật chất, được không ạ? À, từ này hay không? Hay đúng không mọi người? Đầy đủ về vật chất. Đó, mentally stabilized đó là gì đây? Ổn định về tinh thần, được không ạ? Đó, hay không? Yeah. Lưu từ này vào nhé cả nhà nhé. Được không mọi người? Được đúng không? Đó. Những cái người mà nhảy việc giữa các tổ chức quốc tế với nhau ấy, thì họ không chỉ gọi là có cảm giác thành công, a sense of accomplishment, họ có cái cảm giác thành công, mà họ còn đầy đủ về vật chất và ổn định về tinh thần. Xong, đúng không? 5 câu, vậy là ok đúng không? Sang kết bài nào, kéo cái đề bài xuống nhé, chúng ta xem nhé, thầy viết kết bài nhé. Ui, đau đầu quá, lâu không viết đau đầu quá. Nào, kết bài thì thầy có 2 câu thôi. Đầu một câu là summarize, đầu tiên chúng ta tóm gọn lại đúng không? In conclusion, để thầy viết nhé. Mặc dù cái việc gọi là tuân theo một cái nghề nghiệp nó có thể tốt dành cho những cái người mà dành có thể tốt dành cho những cái người mà không yêu cầu cao đi đúng không? Nhưng mà những cái người mà nhảy việc được là những cái người mà sẽ thành công đúng không? Nó kiểu vậy được không mọi người? So following a stream of career. Đó, từ này cũng được. A stream of a career. Hello em. Xin chào. Following a stream of a career can be positive, đúng không? Có thể có lợi dành cho những cái người mà không yêu cầu cao. For those not demanding. Demanding, đúng không? Đó. Nhưng mà but này. Những cái người mà có thể nhảy việc được là những người thành công. So, people who manage to, gọi là gì đây? Adapt. Thầy đang viết khéo khéo một xíu. Adapt to the dynamic. Adapt viết sai. The APT đúng không? To the dynamic of the world. Dynamic viết sai đúng không? Thì chữ N, đây chữ N. Dynamic of the world. Thầy đang viết khéo khéo một xíu để thầy ngồi ngẫm một cái nhá. Dynamic đúng không? Sorry. Of the world. Are the ones who emerge. Thì này viết sao nhỉ? Triumphant in their career. Okay, thank you em. Yes. Nào, thầy sẽ giải thích chỗ này một xíu nhé mọi người nhé. Sorry, nãy thầy viết nó hơi tập trung một xíu. Kết luận này, cuối cùng này. Thì theo following a stream of career thì chúng ta nôm na hiểu là kiểu gọi là gắn bó với một nghề nghiệp đi. Gắn bó với một nghề nghiệp thì có thể tốt đối với những cái người mà không đòi hỏi cao. Nhưng những người mà có thể thích ứng với cái gọi là sự dynamic, là kiểu sự đột biến, sự đổi biến của thế giới, là những cái người có thể thành công trong sự nghiệp của nó. Emerge triumphant là kiểu gọi là thành công đi. Là dịch nôm na là thành công thì chúng ta sẽ thấy rất là hay đúng không mọi người? Đó, thành công, successful, chúng ta nói successful cũng được. Đó, thành công trong sự nghiệp của họ. Rồi, quan điểm cuối cùng nhá. Câu 2 nhá, final thought. Thì câu này thầy sẽ nghi đơn giản thôi. Có một câu mà thầy nghe rất là hay, đó là nhảy việc tại cái thời gian phù hợp thì có thể là nó có thể tạo ra sự khác biệt đúng không? Đó, kiểu thế.
I think switch at the right time is all that makes a difference. Xong, đó, được không mọi người? Ok, đó, được không mọi người ha? Tôi nghĩ rằng cái gọi là nhảy việc tại đúng thời điểm thì nó là tất cả, nó là kiểu nó có thể khiến ra sự thay đổi, nó có thể tạo sự khác biệt, đó. Ok không mọi người? Được ha mọi người ha? Yeah. Nào bây giờ cùng nhìn lại cả bài với thầy nha mọi người nhá. Livestream hơi dài một xíu rồi. Đó. Thì ở đây thì thầy sẽ để đây cho chúng ta ngồi xem nhé mọi người nhá. Chúng ta xem cách thầy viết như nào, chúng ta chụp ảnh màn hình lại. Và thầy sẽ khuyên chúng ta cách luyện đấy mọi người. Đó là chúng ta đọc bài của thầy này. Chúng ta đã xem thầy viết rồi, thầy đã giải thích chúng ta tại sao thầy viết như vậy rồi. Thì có thể là chiều nay hoặc là ngày mai hoặc hôm nào đó chúng ta rảnh, chúng ta ngồi viết lại cái bài này đi. Đó, sử dụng cái suy nghĩ của chúng ta. Có thể là học một số cái từ vựng của thầy cũng được, nếu không có không sao. Đó, đã biết ý tưởng của thầy rồi đúng không? Thì chúng ta thử viết lại xem có viết có được không đúng không? Viết xong thì ngồi so sánh xem là mình viết cũng hợp lý đấy chứ đúng không? Hoặc là mình viết chỗ này chưa hợp lý. Đó. Thì chúng ta thử viết lại đi, đấy là cách mà chúng ta có thể học từ văn mẫu của thầy mọi người ạ. Đó. Alright, livestream của thầy thì thầy không muốn để quá dài bởi vì có nhiều học sinh của thầy sẽ xem lại nữa, cho nên thầy không muốn để nó quá dài ấy mọi người. Chúng mình nhớ follow fanpage của thầy, đó là IELTS thầy Alex. Lên follow fanpage của thầy nhá. Đấy là cái nguồn động lực rất là lớn để thầy livestream chúng ta hàng ngày ấy mọi người. Và lịch livestream của thầy sẽ là thứ 2, thứ 4 và thứ 6 vào lúc 11 giờ sáng hàng ngày nha mọi người nha. Và hôm thứ tư thì thầy sẽ livestream kỹ năng speaking đi. Hôm thứ tư thầy sẽ livestream kỹ năng speaking nhá mọi người nhá. Speaking part 3 nhá mọi người nhá. So yeah, I'll see you guys on Wednesday. Yeah, take care people. I'll see you guys later. Bye bye cả nhà. Thank you for watching. Bye bye guys. Thank you. Take care guys. Bye bye cả nhà nhá.